vứt hết đi. Không sợ đâu, cái này cái xác con về đấy mà con. Ui. Sao vứt? Ui, sao vứt hết đi. Cái này là cái xác con ve mà, đâu phải con ve thật đâu. Nè, không sợ, không sợ. Nó không cắn mẹ đâu. Nè, nè mẹ cho này. Ui, sao lại vứt hết đi. Gì? Không sợ đâu. Đi anh ơi. Đi đâu ấy, anh chị đang đi bắt ve kìa.